Dạ, con kính là lễ sư ạ. À, dạ. Thưa thầy á, sao thầy á, con kính lãnh lễ sư ạ, con kính lãnh lễ cô tu nữ, xin kính chào tất cả quý vị học viên cho vào lớp học. Mời quý vị tâm tâm tập về thầy trung tâm bảo thứ hai do học trên cộng đồng xin mời ngọc trang. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakyekame charupe risikaratate chantalike vimane diberate chagame taruanagahane gehawatomike Tê phong ma cha yang tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yang kha gan tha pa na ga Ti than ta san ti kê yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha vô mê su nan tu tham ma Sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma Sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma Sa wa na ka lo a yam pha đan ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranam gacchami dhammang saranam gacchami sanghang saranam gacchami tutiyam vibuddhang saranam gacchami tutiyam vidhammang saranam gacchami tutiyam visanghang saranam gacchami tatiyam vibuddhang saranam gacchami tatiyam Bi tham mang saranam gacchami tatiyam bi sangkhang saranam gacchami Iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambanno Sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasa Ratisattha deva manusanang buddho bhagavati nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasaccha vacce nahontu me jayamangalang uttamange navandehang badabang sum varuttamang buddhe yo kalito doso buddho Khamatu tăng ma măng Soa kha to phagavata tham mô sang di thi cô A ca di cô e hi ba si cô O pa na di cô pa cha tăng quê di ta po Vinh nhu hi ti na thi mê Saranang anh nhang tham mô mê Saranang warang e te na sa cha wa che na hôn tu mê Jayamangalang uttamange na vande hang thammang cha duvi thang varang Thamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang Subhati bhano phagavato sa vaka sangho Ujubhati bhano phagavato sa vaka sangho Nyayabhati bhano phagavato sa vaka sangho Sami chi bati bano phagavato sa vaka sangho Yadidang chattari burisa yugani atha burisa bongala E sa phagavato sa vaka sangho Ao nehi yo pa hu nehi yo Dakhi nehi yo anchalikara nehi yo Anuttarang bunyang khetang loka satinati me Saranang anyang sangkho me saranang warang ete na sacca vacce na hontu me Jayamangalang uttamange na vandehang sangkhan ca duvithottamam Tangkhe yo khalito doso sangkho khamatu tang mamang
Quan đa mi chê đi yang sa bang sa ba tha ne su ba ti thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bồ tha ru bang sa ca lăng sa đa sa bu thê a tha vi san cha đo đa san cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa mi na ma mi si ra sa a hăng Ê sang tham mạnh cha sang khánh cha đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vệ na hàn tòa. Tạp bê u ba ta vệ a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to. Sam bu thê bánh cha bánh nha sang cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê da sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa. A hằng tê sang tham mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hàn tòa sa bê u ba ta vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to sam bu thê na vô ta ra sa tê a tha cha ta li sa sa ha sa kê vì sa thi sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha te sang tham mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi ha na ma ca ra nu pha vê na hàn tòa sa bê u ba đa vê a ni ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to Sape purati ma yadi sa yasata awera suki hondo sape purati ma yanudi sa yasata awera suki hondo sape dakina yadi sa yasata awera suki hondo sape dakina yanudi sa yasata awera suki hondo sape pechi ma Yadi sa yasata awera suki hondo sape paichi ma. Yanudi sa yasata awera suki hondo sape utara. Yadi sa yasata awera suki hondo sape utara. Yanudi sa yasata awera suki hondo sape upari ma. Yadi sa yasata awera suki hondo sape heti ma. Yadi sa yasata awera suki hondo sape sata. Awera hondo suki ta hondo nito ka hondo apya pacha hondo anika hondo dika yuka hondo. Agora hondo sampati hisami chantu suki atana. Pariharantu dukha patta jani dukha vaya patta jani vaya soka patta jani soka hondu sape dipanino akasatha japumatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhan tu sasanang Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu no garo Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu nyatayo Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tupanino Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tuno sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale. À, biết. Để kinh tăng đảo ra xong ạ. Chúng ta sẽ kinh tệ thành mất thì dẫn đến đây một tiếng chúng ta.
Nam mô Phật Thầy Dạ. Nam mô Phật Mà Dạ. Nam mô Tăng Thầy Dạ. Xin chào các vị học viên. Giờ hôm nay thì chúng ta học tiếp bài số 10, phần số đếm. Giờ phần số đếm hôm trước là mình đã học xong phần bài học cơ bản rồi, các bảng chia thì mình đã chia được số 1. Còn các bảng chia còn lại này thì mình tự xem thêm đi ha. Là bảng chia số 2. Bảng chia số 2 thì nó chỉ sử dụng ở số nhiều, được cả ba tính, nam tính, nữ tính, trung tính gì nó cũng chia giống nhau. Rồi bảng chia số 3. Ở phía sau sách mình có bảng chia số 3, đó là chia cũng chia ở số nhiều nhưng mà nam tính một bảng riêng, nữ tính một bảng riêng và trung tính một bảng riêng. Bảng chia số 4 thì cũng chia ở ba tính và chỉ ở số nhiều. Rồi nam tính, nữ tính và trung tính cũng khác nhau. Bảng chia từ số 5 đến số 18 thì cũng chỉ chia ở số nhiều. Và nó có các cách như sau: ở số 1, số 2 mình có panh chá, số 3, số 4 thì mình có panh chá khí, số 4, số 6 thì panh chanh năng, số 7 thì mình có panh chá suốt. Đó là từ số 5 đến số 18. Từ số 20 và các con số mà nó thành cùng bằng chữ ý thì nó sẽ có bảng chia giống như cái bảng chia của số 20, và nó chỉ được chia ở số ít. Vô cách 1, cách 2 mình có vi sắc tí. Cách 1 mình có vi sắc tí, cách 2 mình có vi sắc tinh, cách 3, cách 5 mình có vi sắc tí gia, cách 4, cách 6 mình có vi sắc tí gia, cách 7 thì vi sắc tí gia, vi sắc tí gia. Riêng các con số mà nó tận cùng bằng A thì nó sẽ có bảng chia giống như số 20 mà tận cùng mình cũng tận cùng bằng A, đó là cách 1 mình có visa, cách 2 mình có visa, cách 3, cách 5 thì visa giá, cách 4, cách 6, cách 7 thì visa giá. Và nhớ là nó chỉ được chia ở số ít. Các số tận cùng bằng A thì nó sẽ chia, có bảng chia giống như cái chữ sắc phát 100, và nó cũng chỉ được chia ở số ít. Như cách 1, cách 2 chúng ta có là sắp tăng, cách 3 có sắp tề nát, cách 4, cách 6 sắp phát sát, cách 5 sắp ta, sắp tâm ha, sắp tắc ma, cách 7 sắp tề, sắp tâm khí, sắp tắc mi. Đó là các bảng chia của các con số đếm. Giờ tôi nhắc sơ lại một lần nữa để cho mình nhớ khái quát. Số 1 chỉ được chia ở số ít, chia theo 3 tính, mỗi một tính có một bảng chia khác nhau. Số 2 thì cũng chia theo ba tính nhưng mà chỉ được chia ở số nhiều, cả ba tính đều có một bảng chia chung. Số 3 thì cũng chỉ được chia ở số nhiều, cả ba tính và mỗi một tính có một bảng chia riêng. Số 4 thì cũng chỉ được chia ở số nhiều, cả ba tính, mỗi một tính có một bảng chia riêng. Từ số 5 đến số 18 chỉ được chia ở số nhiều, cả ba tính và có chung một bảng chia. Các con số còn lại nếu mà nó tận cùng bằng ý, tức là từ 20 trở lên, nếu mà nó tận cùng bằng ý thì nó có bảng chia giống như là quy sắc tí và chỉ được chia ở số ít. Nếu mà nó tận cùng bằng A thì nó sẽ có cách chia giống như là quy xa và nó cũng chỉ được chia ở số ít. Các con số này từ số 20 đến số 99, các con số còn lại nếu mà nó tận cùng bằng ý hoặc là bằng A thì nó sẽ có bảng chia giống hai con số này. Các con số còn lại tận cùng bằng A thì nó có bảng chia giống như cái chữ sắp tác, cả ba tính giống nhau và chỉ được chia ở số ít.
thì đó là phần tính, phần số điểm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, đọc đồng văn và trả lời câu hỏi. Rồi sau đó chúng ta sẽ sửa bài tập số 10. Cái này nếu mà chúng ta học ở tại lớp thì cho mình lên tập ký căn của các con số đếm này, nhưng mình học trên đây thì mình không tập được. Để coi trong trả lời câu hỏi mình có một số người ta cũng cho mình biết một số con số này. Thì phần này mình sẽ thực hành trong cái phần trả lời câu hỏi. Số 1, hãy cho biết cách sử dụng chữ của tá quả phi cá. Ai trả lời được câu này? Dạ, bà sư cũng trả lời ạ. Rồi. Dạ, cách sử dụng chữ Uttara và Apika trong số đếm là, thứ nhất là liên quan đến cách hình thành các số có số lẻ. Số có số lẻ trong Pali thì có hai dạng. Số có số lẻ từ 1 tới 99 thì các số này được hình thành bằng cách là thêm chữ Uttara ở giữa, và số nguyên thì luôn luôn đặt phía sau và số lẻ là đặt ở phía trước ạ. Còn số có số lẻ từ 100 trở lên á, thì các số này được hình thành bằng cách thêm chữ Atika ở giữa, ở số nguyên âm luôn đặt phía sau và số lẻ đặt phía trước ạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Và câu số 2 ha. Số đếm trong tiếng Bali được sử dụng như thế nào? Bạch sư, con xin trả lời câu này. Dạ, thưa bạch sư, tiếng trong tiếng Bali các số đếm được dùng như là một tính từ. Tuy vậy, cách thức sử dụng của số đếm trong tiếng Bali khá phức tạp. Ví dụ như ê cá sử dụng được cả ba tính. Mỗi loại tính có biến cách khác nhau và chỉ được chia ở số ít. Còn duy sử dụng quý sử dụng được cả ba tính có biến cách giống nhau giữa ba loại tính và chỉ được chia ở số nhiều. Ví dụ như quê. Hỏi thí dụ, nói đi. Dạ, tí chá tú sử dụng được cả ba tính, mỗi một loại tính có biến cách khác nhau và chỉ được chia ở số nhiều. 4 là banh chá. 5 đến át tha rát xá. Đến 18 sử dụng được cả ba tính có biến cách giống nhau giữa ba loại tính và chỉ được chia ở số nhiều. Thứ năm là từ Eku Ná Quy Sá Tí. 19 Quy Sá Tí hay Quy Sa 20 và những con số còn lại có hai trường hợp. Nếu là nguyên âm cuối của chúng là Ý hoặc A thì chúng chỉ được chia theo nữ tính số và số ít. Nếu âm cuối của chúng là Á thì chúng chỉ được chia ở dạng trung tính và số ít. Nhờ chú ý những con số từ 19 trở lên chỉ được chia ở số ít. Tuy nhiên chúng cũng có thể dùng ở số nhiều khi dùng để chỉ một phân số riêng biệt như chát ta rí, xá ta ní là 400. Dạ con xin hết. Rồi cái số 3 đó, mình nói xong nếu mình đưa ra ví dụ rồi được cụ thể thì coi như mình hiểu. Các con số đếm nào chỉ được sử dụng ở hình thức số nhiều? Rồi ai trả lời câu này? Bạch sư, con xin trả lời câu này ạ. Rồi, xin mời. Các con số đếm chỉ được sử dụng ở hình thức số nhiều là biến thể của đúy là số 2 và biến thể của pan chá, tức là từ số Pan Chá số 5 đến số Át Thá Rá Xá là số 18 là dùng ở số nhiều. Nhưng mà đặc biệt là có một số riêng biệt như Chát Ta Rí và Xá Ta Ní là 400 thì cũng được dùng ở số nhiều. Bạch sư con xin hết ạ. Phần này mình trả lời
mấy cái cụ thể, rồi còn mấy cái làm ngoài ngoại trừ bỏ nó đi. Dạ. Ví dụ như là các con số chỉ được sử dụng ở số nhiều như là số 2, số 3, số 4, rồi từ số 5 đến số 18. Đã dạ. Là gì là được rồi. Ha? Dạ, dạ, con cảm ơn sư. Con số 4 cho biết sự khác nhau về biến cách của các số đếm. Anh trả lại câu này. Hãy trả lời câu này. Hãy trả lời câu này không? Dạ, yeah, bác sư cũng xin trả lời ạ. À. Biến cách của số đếm thì biến thể của lý. Cách số nhiều, cách 1, cách 2 là quê, đu quê. Cách 3, cách 5 là quý hí, quý phí. Cách 4, cách 6 là quy năng. Đu quy năng. Không phải nữa cái đó. Dạ. Thôi. Dạ, nói chung ạ. Dạ. À, dạ. Dạ, dạ, bạch sư. Cái biến thể của số 1 và số 2 thì có biến thể riêng. Còn biến thể của banh chá từ số 5 cho số 18 thì là theo cách của cái biến thể của bảng số 5 mà. Còn biến thể từ số 20 trở lên có tận cùng bằng ý thì là theo cái biến thể của cái bảng chia quý sa tí. Còn biến thể của các biến thể khác tận cùng bằng A thì dùng cái bảng chia của biến thể như là quy sa số 7 ạ. Còn các số còn lại tận cùng bằng á thì là theo biến thể của cái bảng chia sắc tá. Dạ, con xin hết. Các bạn vậy thôi ha. Cái chữ bi dạ. Sa đó nó cũng là 20 ha. Rồi bây giờ mình tập hình thành các con số đếm 105, 299, 1111, 2000. 2212, 3555, 4799. Bây giờ mình tập hình thành các con số đếm này thử coi. Ai làm được số nào thì nói số đó. Bạch sư, con làm số 105 ạ. Con đọc luôn được, con đọc luôn được không ạ? À, chỗ này là Panchutra sát tăng ạ. Dạ bạch sư, con làm số 4799, con sẽ cắt không cắt ạ. Dạ bạch sư, để con đưa trong chat cũng được ạ. Dạ thưa sư, con làm cái bài 1111. Con làm 2 phần 9 được 9 sư.
sư con làm 3555 hết thôi sư. Con viết lên khung chat hả sư? Chat. Sư con viết lên nick chat rồi hả sư? Câu 3555 hả sư? Dạ bà sư, dạ bà sư con viết thiếu chữ chữ một chữ S ở cái xá hát xăng sư sư. Sư con viết 2212. Dạ con viết 299 rồi đó sư. Thank you.
Sư 299 chữ xá tốt này đâu có dấu chấm dưới đâu sư. Đúng rồi, không có cái dấu chấm chỗ đó. Thưa sư, hình như cái 20 cái câu mà sư đang sửa 2212 là quý xá tá chứ. Quý xá tá, sửa giùm con chữ, bỏ chữ a với mờ chấm đi luôn. Xong tà. Xong tà thi cá. Đuý xa xăng. Thế sao có câu 1111 có, thế sao trong lý chán nên sao?
Dạ thưa sư, cái chữ đó còn à sát ta thi cá sư, cái đó là sa sa sư. Dạ thưa sư, cái câu của cô Hảo 4.799 còn thêm chữ chát tú sa sằng. Bạch sư, con xin sửa câu 2 ạ. Sư dịch câu số 4. Và sư con xin sửa câu số 1. Bạch sư con xin sửa câu số 5 ạ.
Alo, thưa sư, sư có giảng bài chưa? Tại chưa mở mic cái sư. Mọi lớp ơi, giơ tay lên đọc bài đi. Không thấy ai đọc bài, giơ tay lên đọc bài hết vậy? Nãy giờ sư không có mở mic. Sư có nói không ai biết. Sư đọc bài nào sư? Đọc bài tập nè, không bài tập nè, đọc xong rồi mới sửa. Dạ dạ. Không biết sao thấy đó lớp im ru rồi, tụi mình đâu biết rồi. Đoạn văn chưa đọc á sư. Rồi mời An Trần đọc trước đi. Thưa sư, con xin đọc Bali. Mở mic chưa? Mời An Trần nha, mời An Trần đọc trước đi. Dạ thưa sư, con xin đọc Bali sang tiếng Việt. Uti sắc tổ phát si mang lô vì hi hà đề hi uti sắc ki tòa chà vá chà nú mạnh đá lề hi bộ phí phát tích trà đề xuân tí. Câu số 2. Đá tù xú bà nề xú ồ đà ta vá sàn nà ghi hi nô trà vá phà nề phê ta sàm mà sàm bút thăng sà ra năng gá mít sàn tí. Câu số 3. Athakho channa ayananta xin tê xun tê cát thăng gút tá má xàm má năng á nấp bàn thăng tí y mát thà giá tí. Câu số 4. Hana rát thà năng channap Padana ga resu jana vijananta sinte sinsu gautama samano tiloke maha punavati. Câu số 5. Yoputthancha thamancha sangancha saranang yak chi to so samapannaya chattari ariyassa jani pasitun sakoti. Dạ thưa sư, con xin hết. Bà Maya có gì bảo? Dạ bạch sư, con xin đọc bài tập từ Bali dịch sang tiếng Việt. Bodhisatto passi kimayo vihi badehi ussakkitoa yawa chanu mang dalehi uppo pipat paticca de sungti. Câu số 2. Chattusu vanesu ô đà ta quá xa nà ghi hiến nô già quá bà nô bê ta xà mà xà bút thằng xà ra năng gá mít sẵn tí. Câu số 4. Câu số 3. Á ta khô chá nà á chà năng ta chinh tê sùng tê cách thằng gô ta má xá má năng á nú thằng thằng tí ghi mát thà gia tí. Câu số 4. Bana rathanang chana padas na garisu chana vichanang tang vichanang ta chinte sinsu gotama samano tiloke maha punya vati. Câu số 5. Yo putthancha thammancha sankhancha saranang gachito so samma panyaya
chattari ariya sacchani basitong sakoti. Con xin hết ạ. Mời cô Thảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Bodhisatto Bassi Kimayo Dihi Padehi Usakitoa Jawa Janu Man Da Lehi Ufopi Paticha De Sunti. Câu số 2. Chattu Su Wanesu Odata Wasana Gihi No Jawa Panupet Ta sama sambutang saranang gamisanti. Câu số 3. Atako chana achananta chinte sungte katang gotamasa manang anupandan thanti kimathayati. Dạ, câu số 4 ạ. Bana ratanang chana bana naga resu chana chana quý chananta chinte sinh su gotamasa mano tiloke maha punya wati. Câu số 5 ạ. Yo butancha thamancha sankancha saranang gachito so samapanyaya Chattari Ariyasa Ariyasakjani Pasitong Kak Sakos Sakoti. Dạ con xin hết ạ. Mày con tiên mẹ. Dạ, thầy sư xin đọc bài dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Bodhisatto Bassi Kimayo Vihi Padehi Usakkitoa Jawa Janu Mandalehi Ufobi Paticchade Sunti. Câu số 2. Chetusu Vannesu Odata Vasana Vihino Yewe Banu Beta Banu Beta Samma Sambuddhang Saranang Gamichanti. Và số 3. Athako Dana Dana Adrananta Chinte Chum Tê Kathang Kathang Vô Tê Má Sẽ mạnh năng Anu bằng thành tí Khi mắt thay gia tí. Câu số 4. Bá ná rất thành năng Trái ná bá đá Ná gá rơi xú Trái nà Quý trái năng ta Chinh tờ xìm xú Vô tâm má Sẽ mạnh nô Tí lô kề má hà Quân nhá qua tí. Câu số 5. Vô bút thành chá, thấm mạnh chá, sân khăn chá, chá ra năng, gắt chí tô xô, xám mắt bằng nhà giá, chất tà rí, á rí giá xá sắc chá ní, bát xí tùm, sắc cô tí. Dạ thầy sư xin hết. Mời lớp đọc bài. Dạ, con trong mời. Sư, bữa nay có khánh không đâu? Khánh nghe nói chuyện hết trơn mà. Nhưng có được bài không? Con đưa bài không? Mời lớp đọc bài đi. Dạ, xin mời cô Dự Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc
dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Ô thí sát tô pa xí hí má dồ đùy hí pa đề hí ô sát kít tòa gia quá cha nú măn đá lê hí úp bồ pí pa tích cha đề xuân tí. Câu thứ hai, chá tu xú quan nê xú ô đa tá quá xá na hí gí hí nô gia quá panu peta sama sambuthang saranang gamisanti. Câu số 3, attha kho chana acha nanta chinte sung te katthang gotama sa ma nang anuban than tí kimattha ja tí. Câu số 4, bana ratha nang chana pa da na ga re su chá na vi chà nàn tà chín tê sinh xìm xú gô ta má xá má nô tí lô kê má hà un ná quá tí. Câu số 5, dô bút thần chá tham mần chá sang khăn chá sá ra nàng gác trí tô sô sam má sam mắp pan nhà giá chát tà rí Ari giá sách trà ní bá xít tùm sắc cô tí. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt. Câu số 1, Bodhisattva bát xí Kimayo đi hí ba đề hí út sát Usak Kitoa Yawa Chanu Mandalehi Ufobi Batitcha De Sunti. Câu số 2, Chatu Su Wane Su Odata Wasana Gihino Yawa Panupeta Sama Sambutan Saranang Gasmis Santi. Câu số 3, Athakho Chana Achananta Chintesun Te Kathang Gautama Sa Manang Anu Pang Thành Thành Tí Kimathaya Tí. Câu số 4, Bana Rathanang Chana Bana Gara Chana Badana Gare Su Chana Vichananta Chinte Sinsu Gotama Sam Gotama Sam Mano Tí Lục Kề Maha Bunya Vati. Câu số 5, Vô Bút Thanh Chá Tham Man Chá Sangan Chá Saranang Gachito So Samapan Nhà Giá Chắc Tà Rí Ariya Sắc Chà Ní Pasitum Sắc Cô Tí. Thưa xin xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1, Bodhisattva cắt khí Kimazo di hí và đề hí Phúc sắc ký tòa Giao quả Chân ú măn đá nê hí Ú phô ký Và tích trà đề xin tí. Câu số 2, Chá tư số Văn nê số Cô đà tạo quả sáng là Dì hí nô Giao quả Và nú bề tòa Thầm là thầm bức thần Sở ra năng Giám biết sàn tỷ. Câu số 3, A Thác Khô Nha Chán A A Chà Nam Tà Kim Tê Sùng Tê Các Thằng Vô Tà Má Sá Má Năng A Nú Bàm Thăm Tí Kí Mát Thà Gia Tí. Câu số 4, Tà Ná Tát Thà Năng Chán Á Tà Đá Nà Gá Vê Sú Chán Nào
Vichananta Chinte Sinsu Votama Samano Tinope Maha Punya Vati Kofunam Go Bút Thanh Chá Thăm Manh Chá Thăm Thanh Chá Saranang Rek Chito Tô Thăm Mát Thanh Nha Giá Chắc Tà Rí A Dí Giá Sách Chà Ní Tắc Chí Tung Sách Cô Tí. Rồi thì sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài câu số 1. Ma Dô Bà Đề đọc lớn không chị ơi? Xin đọc lại câu số 1. Cô thích sát tô phát xí Khi ma dô Đi hí Phà đề hí Cô sát kích tò Đà quá Đà nút màn đà Đà lệ hí Cô hí Phát tí Đà đề thường tí. Câu số 2. Đà tê xú Quan lê xú Ô đà tá quá xà nà Đồ đà quá Và lũ đề tà Sàm mà sàm hút thằng Sá ra năng Gát mít sàm tí. Câu số 3. Áp thái cô chá nà Á chà nằm tà Trình tê xung Tê khát thằng Gô tá má sá má năng Á nút Á lũ bàn thằng tí Má thằng gà tí. Câu số 4. Phá ná rát thà năng Chá ná phá đá ná Ya re su ya na ya nam ta re su do ta ma sa ma no no ke ma ha bun ya wa o su nam do put tan ja tham man ja sang hang ja ta ra nam ku do do sa ma ban ya 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 ta Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À? Rồi, nếu mà hết anh đưa bài tập lên đây cho lớp. Dạ. Cô xin nghe dịch câu số 5 á nghe các Khánh. Dạ dạ. Như con thấy cô có chat câu số 5. Bạch sư con xin sửa câu 2 con đưa rồi ạ. Này dịch con dịch câu số 4. Rồi. Như còn câu số 3, câu số 1. Để chuyển lên này sẵn. Con xin dịch câu số 1. Dạ con xin dịch câu số 3. Cho bốn là mình thoát ra để nằm đầu ta. Từ hai đầu gối bò phủ lên đầu gối. Những con sâu sau khi bỏ lên hay từ hai chân lên đầu gối và đã phủ kín viết viết dùm câu số 1 ha. Bồ Tát
đã thấy những con sâu. Sau khi bò từ hai chân lên đầu gối, một phủ kín đầu gối, đã thấy đâu hết kia. Dạ, chứ sư còn 3 câu nữa sư. Lâu vậy? À, Cát Khánh câu 2 đã có rồi đó, Cát Khánh thử. Dạ. Có thể chat lại câu 2 giúp con được không? Tại con vô trễ con không thấy tin nhắn đó. Câu 4 chị xong rồi nè. Dạ, để em chép câu 4. Khánh ơi, câu số 1 thêm dùm mẹ chữ đã. Bộ Tát đã thấy những con sâu sau khi bò từ hai chân lên đầu gối, đã phủ thấy những con sâu sau khi bò từ hai chân lên đầu gối, đã phủ kín đầu gối. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa hết 5 câu rồi sư. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Thỉnh sư sửa bài. Rồi vậy chúng ta xem câu số 1. Bodhisattva Pasi Kamayo Duhi Padehi Usakitwa Yawa Janu Mandalehi Upopi Tikhade Sunti. Lớp chú ý tập trung đọc nó cho tốt chứ tới giờ mình số người đọc tệ quá. Đọc không sửa được, tức là đọc hồi đó giờ đọc sai sao là cứ đọc vậy, không nghe để mình thay đổi, làm nghe người ta đọc để mình thấy chỗ nào của mình đọc sai mình cố gắng sửa lại. Học ngoại ngữ thì như vậy nó mới tốt được.
con cứ đọc theo cách của mình hoài, chừng nào mình đọc được con. Rồi, ở đây Bồ Tát đã thấy những con sâu, những con sâu kim vô, những con sâu sau khi bò từ hai chân lên hai đầu gối, lên hai đầu gối, lên hai đầu gối, từ hai chân, à, xin lỗi, và từ hai chân lên đầu gối, lên đầu gối và phủ kính, và đã phủ kính, và đã phủ kính thì thêm chữ lên chữ đã, và đã phủ kính hai đầu gối. Và đã phủ kính hai lên đầu gối, và đã phủ kính hai đầu gối. Rồi câu số 2. Thực ra là cái chữ nên cho xuống câu số 1 đi, cái chữ cha nú man đa lát, cái chữ cha nú man đa lát này chúng ta nếu dịch đầy đủ của nó, đó là tức là cái vùng đầu, cái khu vực đầu gối, những cái dịch vậy mình nghe nó hay, cho nên dịch là từ hai chân đến đến đầu gối thôi. Thực ra nó là cái khu vực chung quanh cái đầu gối đó, cái chữ cha nú man đa lát. Còn chữ đầu gối không thì nó chỉ là cha nú, nó chỉ là cha nú. Dạ thưa sư, còn da, còn thiếu chữ dao quá thưa sư, cho đến từ cái chữ da. Cao quá đó là bò lên đó, từ hai chân cho đến quá là cho nó rõ. Lúc cái cấu trúc Bali thì nó biết như vậy, mà trong tiếng Việt mình thì khi mình dịch vậy là nó nghe được rồi. Câu số 2. Chắc tù chú văn nền chú ồ đà tha quá san na ki nô già quá và lúc về tòa samma sambuddhang saranam gammi santi. Này nó có nhiều cư sĩ áo trắng, nó có chỉ gì đâu mà nhiều. Những cư sĩ ốc trắng ha, bỏ chỉ nhiều với chỉ những là những cư sĩ ốc trắng, tại đây người ta xài chữ số nhiều thôi. Những cư sĩ ốc trắng ở bốn giai cấp sẽ đi đến quy y nương nhờ, chờ cái gì quy y nương nhờ, dịch cái nào dịch cái thôi. Bốn cư sĩ áo trắng ở bốn giai cấp sẽ quy y bậc chánh đẳng chánh giác, bỏ chữ đi đến luôn ha. Sẽ quy y bậc chánh đẳng chánh giác cho đến trọn đời. Ở đây cái chữ gia quá, ở đây thì trước hoặc sau cái chữ gia quá thì nó sử dụng với cách thứ năm. Chữ ba pa nu pe toa ở đây nó là cách thứ năm, cái đó để ý nó. Rồi câu số 3. Athakho jana ajananta jinte sung te kathang go tamma sammanang anupan thanti imathaya. Thành tí khi ấy
lúc bây giờ, dân chúng không hiểu biết, lại một tí đi, sửa cái câu này một tí đi. Lúc bây giờ những người không hiểu biết đã suy nghĩ rằng rồi những người ấy chạy theo Samun Gautama làm gì, trong mục đích gì? Cái này mình phải dịch thêm đấy thì nghe nó mới được. Mặc dù chữ Bali thì nó chỉ biết là kiếm mít thai giá, kiếm mắt thai giá, nhưng mà cái câu này mình phải dịch thêm nó thì là mình nghe được. Những người ấy chạy xa theo Samun Gautama để làm gì? Cái đó đóng cái mặt ghét nó cái gì? Xin lỗi. Cho đó phải gì được rồi. Chạy theo ông ta có lợi ích gì? Cái đó mình phải dịch thêm nên nó nghe mới được. Chữ kiếm mít thay giá đó là nó để thay thế cho cái cụm từ ở phía trước luôn, để dịch sao còn hiểu chữ chân na thân dân những người dân chữ chân na những người đó chữ chân na đó mình dịch là người cũng được. Rồi câu số 4. Chân là những người bạn nát phát khả năng nó rất khả năng chân nát phát đá nát cái rì chân là ít chân là chúng ta chìm tê sinh tu gô tâm mạc tâm mạc nô tí lô kê mạc hà phù nhó quả tí riêng những người ở thôn quê, ở thôn quê và thành thị của các Phật độ riêng những người ở thôn quê và thành thị cái nắp phát đá nó gây xuống riêng những người ở thôn quê cái nắp phát đá nó đã rơi xuống ở thôn quê và thành thị riêng những người ở thôn quê và thành thị của các mức độ khi hiểu biết rõ đã suy nghĩ rằng Samun Gautama là bậc đại phước trong tam giới, đại phước gì cũng được trong tam giới. Rồi câu đó tạm vậy. Rồi câu số 5. Vô phúc thanh giá tham minh giá sang thanh giá sở năng cái chi tô so sa mắc phai nhà giá chất ta ri ari giá sai chà ni phá tí tùng sắc cổ tí
người nào đến nương nhờ Đức Phật, Đức Tăng, Đức Pháp, Đức Phật, chỉ giáo pháp. Giáo pháp. Đi tăng. Hoặc là tăng chúng đi. Người đó có thể thấy được Tứ Thánh Đế, người đó có thể thấy được Tứ Thánh Đế bằng chánh tri kiến. Ra đó là năm câu Pali, dùng dịch năm câu tiếng Việt đi. Bạch sư, con xin dịch câu 3 ạ. Rồi, ai dịch được câu 5 được không? Dạ thưa sư, con dịch câu 5. Con dịch câu số 5. Dạ con dịch câu 2 ạ. Phải tập dịch, tập đọc các câu Pali này qua lại nhiều chứ, để vì sao là nếu mình học lời quyển 2 là mình còn học thêm bài tập nâng cao. Tôi đã học xong thường bài tập nâng cao của quyển 2. Thì sao mình học lại thì mình sẽ học lại bài tập nâng cao thì nó sẽ khó hơn nhiều. Rồi nếu mà học quyển 3 thì nó còn khó hơn nữa. Nên chúng ta cố gắng để mình nhớ được mục đích từ vựng. Con sâu hình cá màu đen đang bò trên hai chân của một tách tất phá. Cảm thấy cô bồ thứ có sẽ ta kỳ nghĩ thân hóa sự thân một trên hai chân của Bồ Tát hai chân khi nghĩ bỏ lỡ hai chân sâu
Kini. Người chị ấy còn nằm lên rồi đó. Thank you.
Chị Cúc làm câu số 1 hả chị Cúc? À, xin lỗi, có vị nào làm câu 1 chưa ạ? Làm câu số 1 cô Bảo. Dạ. Có những con sâu mình trắng, đầu đen, đang bò lên sang. Hai đầu gối của Thái tử Siddhartha, Siddhartha Bồ Tát Bồ Thí, Siddhartha Bồ Thí Sát Sát. Này anh lưu lại để kỳ sau sửa được không anh Khánh? Dạ lưu lại được sư. À, anh lưu lại đi để kỳ sau sửa hết giờ để quá, để sửa cho kỹ luôn chứ mình sửa bội quá mọi người cũng nắm không được. Để kỳ sau. Dạ. Xong hết chưa? Dạ còn một câu nữa. Xong hết mình lưu lại cho nên. Sư bảy này là lớp bìa pháp nghỉ mũi nha, sư bảy như là lớp bìa pháp nghỉ mũi. Thank you.
một ai chỉnh mình lâu dữ vậy ta. Cái câu năm có ai làm chưa Khánh? Nếu chưa trên nick chat có Khánh. Tiên làm rồi đó. Em Tiên làm rồi đó chị. À dạ. Rồi. Rồi chị hỏi. Thì còn câu 1. Và câu 1 có thể bổ sung trước buổi học làm sao cũng được chứ. Nhà thứ sư vậy là đủ 5 câu rồi. À, luôn rồi. Mời cô Kiên Lan đây. Dạ, bài học đến đây đã kết thúc. Chúng con xin kính chuyên sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Và bây giờ xin mời quý vị phát âm thanh và chúng ta hướng tâm về thời kinh hội hướng trước chúng sư thiên do cô tu nữ Diệu Bảo tụng đọc. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo.